Xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Hương Thị Đồ Điếu nha. Hôm nay tôi lại tiếp tục lên một số máy gửi tới cho tất cả các anh em đây. Anh em vào coi xem mình đang cần cái loại máy nào nhá. Thì nếu anh em chốt được cái máy nào thì anh em có thể cứ chụp cái hình rồi anh em gửi vào số gửi vào Zalo, hai số điện thoại đều có Zalo cả anh em nhá. Anh em nào không vào được Zalo thì anh em có thể gửi gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin điện thoại cho bên shop anh em nhá. Thì hôm nay đặc biệt đây tôi có được hai cái con Makita đấy, hai con Makita xăng, cái loại mà để mình cắt nhất anh em nào dùng cắt rau má này hoặc là cắt phạt trà đấy. Đấy, gọi hai gọi là tỉa cắt trà búp ấy. Đấy, đổi trà là ok nhá. Đấy, dòng ấy là cắt chuyên cắt thì phạt trà mới để phạt dậu rồi phạt rau má rau muối được cái này là ok nhá. Thì với một số máy khoan điện, khoan bê tông. Đấy, rồi phun sơn, rồi máy mài, mấy cái chà nhám, nói chung là hầu như là mấy cái dụng cụ cầm tay. Còn cái dòng pin thì anh em có thể anh em nào quan tâm mấy cái loại máy pin thì dòng pin thì có loại vít có chỉnh lực này, vít không chỉnh lực này, rồi khoan dòng không chổi than có chổi than hai chức năng, ba chức năng đều có anh em nhá. Đấy, loại HB, rồi cắt cưa kiếm, rồi cắt đa năng. Đấy, anh em nào quan tâm thì cái khoan bê tông nữa, anh em nào quan tâm cái dòng mà nào thì có thể chụp màn hình, cái nào tôi giới thiệu tới thì anh em có thể biết rõ thì anh em nhắn tin cho tôi chụp gửi tôi. Còn anh em mà không, cái nào tôi chưa giới thiệu tới thì anh em có thể cứ chụp màn hình được gửi tôi sẽ báo giá chi tiết cho anh em cụ thể hơn nhá. Thì đấy, thì cũng là cắt sắt, mấy con cắt sắt bàn copper này, rồi máy nhám trà, máy nhám tăng này, đấy, rồi máy nén khí loại 50 lít, loại 21 lít, loại 24 lít, loại 30 lít. Thì đây này, cũng nói sơ cho anh em là cái con, anh em thử nhìn tôi cái con máy nén khí của con AIG dòng không dầu. Đấy là tôi quay cho anh em nhìn thấy nó mới cỡ này. Đấy, mà có một anh ở Long Thành, Đồng Nai, anh chốt tôi gửi tới cho anh ấy. Và anh bảo máy này, tôi nói rõ trong video, tôi bảo con này là nó mới được trừ 95% đổ lại. Mà đến đánh nặng, anh bảo không được 95%, anh không lấy hàng. Đấy, các anh xem, máy mới như thế này, zin tất cả mới như này mà anh không lấy hàng của tôi đấy. Các anh xem đấy. Này mà anh còn bảo tôi là không hàng gửi không đúng. Rồi bắt đầu anh không lấy, anh bơm hàng. Xong anh còn nhắn lên video của tôi, anh bảo là bán hàng không đúng. Đấy, tôi hỏi các anh không biết anh cái đồng tiền của anh nó giá trị cỡ nào, anh coi cái mặt hàng của ta không ra cái gì đấy. Đấy, rồi đây cưa trượt nhá, rồi cưa trượt loại 210 nữa, 216, 254. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn chụp cái màn hình gửi giúp bên shop em nhá. Thì mong tất cả các anh em vào coi thì nhờ anh em chấm dùm cho cái like ở bên góc trái màn hình em nhá. Đấy, không, cảm ơn tất cả các em. Và có một cái xe đạp, tức là bên tôi vẫn cứ tiếp tục cái dòng xe đạp nhá, có mấy loại xe đạp. Đấy, xe đạp gọi là trợ lực anh em. Đấy, nó là trợ lực tức là anh em vượt, anh em đạp là bắt đầu nó có cái lực là nó chạy xong là anh em có thể buông giữ chân, nó chạy xong là nó hết cho anh em để đạp cái là nó chạy, tức là nó lên dốc, tức là hỗ trợ cho mình lên dốc rất là tốt, rất là nhẹ nhá. Đấy, dòng điện xe đạp ấy. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái chi tiết cái món này cho anh em coi. Thì trước tiên đấy, thì cái con tôi sẽ lên cái con đây là con thổi lá của Kyocera anh em nhá. Dòng này là thương hiệu của Nhật Bản nhá. Đấy, nó là công ty Nhật Bản sản xuất của dòng Kyocera của Ryobi Kyocera. Đấy, nhà máy nó sản xuất tại China. Đấy, nó đặt tại China. Đây là Japan anh em này. Đấy, chữ này Make in Japan China này. Đấy, cái này nó nhà máy nó đặt bên đấy anh em nhá. Hầu như phần đa là những cái hàng nội địa Nhật, cũng là 70% hàng của nó là China sản xuất, nó chỉ có 30% là Nhật thôi anh em nhá. Nên là anh em đừng có phải lo ngại gì, quan trọng là cái
cái hàng của nó là thương hiệu, là nó khu nó là thuộc nước nào là sử dụng đây, khu vực nào sản Việt Nam thì nó chỉ sản xuất theo chỉ là thị trường Việt Nam, và Nhật Bản thì nó sản xuất Nhật Bản, và Úc nó sản xuất theo Nhật Úc. Đấy là cái thị trường khó tính, thì là lúc nào nó là chất lượng của nó cao. Ở đây cái con này công suất của nó đây anh em này là 630W nhá. Đấy, độ min của nó này, đấy, độ min của nó tới 16.000 min. Đấy, tốc độ gió của nó là 3.5 mét khối nhá, trên min. Đấy, tốc độ gió của nó nhá, rất là mạnh anh em nhá. Đấy, rất là gió thổi rất là mạnh. Đấy, model của nó đây anh em này, anh em có thể check model lên, hoặc là cái này em chắc con này thực sự trước tôi đang bán này, đúng không còn nhiều đâu, còn duy nhất có một con duy nhất đi. Đấy, thì về được một số như giờ tôi bán còn duy nhất một con, trước tôi bán 1.250.000 một con bao chip, nhưng hôm nay tôi để cho anh em giá chỉ có 1.1 nhá, 1.1 bao chip tận nhà cho anh em thôi nhá, còn một con duy nhất ấy. Đấy, anh em nào tức là con này nó vừa thổi vừa hút nhá, đấy chế độ nó vừa thổi hút, anh em đây là thổi này, xong anh em có thể tháo cái này sang bên tháo cái này, đấy anh em xoay nó ra, đấy anh em nắp sang bên đây. Đấy là nó lại chuyển sang chế độ hút anh em nhé. Đấy, anh em cứ nắp cái này vào đây. Đấy, thì nó chuyển sang chế độ hút, hút hút bụi anh em nhé. Đấy, đây này. Đấy, khi mà anh em lấy cái đầu này hút, anh em có thể thổi xe hút bụi ở trong xe rồi. Đấy, chuyển đây hút bụi này. Đấy, nó lại hút bụi, quay người lại là chuyển sang hút bụi anh em nhé. Nó vừa thổi hút nên là rất tiện cho anh em. Đấy, máy thổi lá nhé, Kyocera. Đấy, công suất 630W. Điện 220 nhá, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Và tiếp tục sang đây này, đây là cái con hút hút bụi xe hơi nhá, rất nhỏ gọn đảm bảo cho anh em tét nhá. Đấy, nọc của nó là nọc không bao giờ rách nhá. Đấy, đảm bảo cái nọc của nó không bao giờ rách. Con đấy là trong này nó có một cái cục pin trong này, treo trong này nó hút là chỉ đủ hết một cái xe hơi nào có thể hết pin thì anh em phải sạc lại, đây có sạc đầy đủ đấy nhá. Có mấy cái chổi đây anh em có thể quét mấy cái ngóc ngách này, hút mấy cái ngóc ngách của, hoặc là cái chỗ xả máy lạnh nhá, nó bụi thì anh em lấy này quét nó sẽ hút nhá. Đây còn hút góc đây đầy đủ cho anh em, chế độ của nó đầy đủ. Đấy, một cái bụi như này có đầy đủ pin cả sạc đây, giá chỉ có 300k nhá, 300k tôi ship tận nhà cho anh em luôn nhá. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi nhá. Và tiếp tục cái dòng dao chặt đây. Đấy, cái dao chặt này thì coi như thế là nó là dòng thép, là thép thép trắng anh em. Đấy, dòng thép trắng. Lưng của nó đây anh em này rất dày này. Đấy, lưng dao rất dày mà lưỡi của nó đây này, rất là mỏng luôn, cực kỳ nên là rất là bén anh em. Đấy, anh em chặt gà mới lại chặt vịt rồi chặt xương sườn, chặt xương ok nha anh em nhá. Đấy, giá tôi đang xả cho anh em là chỉ có 350k một cặp dao nhá. Mà anh em nào mua một cái thì 200k. Đấy, thì tôi báo ship tận 200k là tôi báo ship tận nhà cho anh em nhá. Đấy, một cái thì 200k, còn hai cái thì là 350k anh em nhá. Đấy, anh em nghe rõ nhá. Đấy, thì anh em nào quan tâm những cái dòng dao thì nhắn tin cho tôi nhá. Nó kg của nó 1kg nhá, nặng đúng 1kg luôn. Và đây cái con nhám rung này. Đấy, con nhám rung dòng vừa xoay vừa rung của Ryobi nhá, vừa xoay vừa rung của Ryobi nhá. Tức là nó vừa xoay vừa rung nhá anh em nhá, nhám tròn có điều tốc nhá. Đấy, máy nó chung đầu cái này nó còn như mới luôn. Tình như này chưa có đây, em học của nó chưa có thấy bụi này. Đấy, thì nó có cái túi đựng luôn. Đấy, giá là 650k tôi báo ship tận nhà kiểm tra nhận hàng nhá anh em nhá. Vừa rung vừa xoay nhá. Và tiếp tục sang cái con nhám tăng. Đây đây, nhám tăng này nó có cái đế nhá, có đế có cứ để cho gọi là không phải niếm gỗ nhá. Đấy, nó không, nó lấy mặt bằng. Đấy, thì mỗi một con nhám như thế này. Đấy, có quả Ojito Ryobi. Công suất của Ryobi là 800W. Đấy, thì một con nhám như thế này thì tôi bán ra một cái giá 750k, nó có kèm thêm là cho anh em là mấy tờ giấy nhám như này nhá, để làm mẫu nhá. Đấy, có đầy đủ cho anh em. Đấy, phun bụi có điều tốc nhá, dòng này có điều tốc, tất cả đây có điều tốc. Thì giá con Ryobi được 750k bao chip tận nhà nhá, kiểm tra nhận hàng. Còn con Ojito cũng có điều tốc, thì con Ojito này thì cũng kèm giấy nhám cho anh em luôn. Công suất của con này thì 850W, nhưng mà con này thì giá chỉ có 650k thôi là bao chip tận nhà cho anh em. Đấy, dòng này thì
con nhắn tăng của Oxy Tổ anh em nhá. Đấy, như hình em anh em có quan tâm thì con nào thì nhắn tin chúng tôi nhá. Và cái con cưa đĩa của Ryobi này, đấy, công suất của nó là 1500W, điện 220. Đấy, tất cả ở đây là điện 220 nhá. Đấy, ở đây hàng ở đây là hàng nội địa, tôi bảo hành cho em là 3 tháng nhá. Đấy, còn hàng những cái hàng gì mới của hãng thì nó là có hãng bảo hành. Thì con này là công suất của nó là 1500W, điện 220, lưới 185. Đấy, tất cả đồ ok, zin đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho anh em, giá là có thể là để cho anh em là 1 triệu bao ship tận nhà nhá. Đấy, có full phụ kiện cho anh em. Đấy, anh em nào quan tâm con cưa đĩa của Ryobi, đấy thì nhắn tin chúng tôi anh em nhá. Và cái ba cái con cắt sắt của dòng Cooper này, đấy, Cooper và con Santa đây, thì hai con Cooper này là công suất này, đấy, hai con Cooper này là một con thì nhỏ hơn, thân hình nó ngắn hơn, thì là công suất cũng một mà công suất cũng là 2400W, nhưng mà cái thân cái cục máy của nó cục máy tròn, đấy, nó hai mẫu, đấy, thì con này thì công 9 kg nặng của nó chỉ được 13,5 kg, đấy. Thì công suất 2400W, điện 250 thì 355. Đấy, đều 355 cả. Thì giá con này là chỉ có 1,6 triệu là tôi bao ship tận nhà cho anh em. Anh em cứ việc kiểm tra ok nhận hàng, nhưng mà dòng này vậy mà đặc biệt là cắt không có độ văng lưỡi mấy anh em nhá. Đấy, không có độ đảo lưỡi mấy. Tương đối chuẩn nha. Đấy. Còn có cái con thân dài hơn xíu này, thì con này là thân cục máy của nó là cục máy dẹp vuông. Đấy, máy vuông, thân máy thì dài, thì lưỡi cũng 355. Đấy, nhưng mà con này thì nó chắc chắn hơn. Đấy, trông như giống như kiểu của thân hình con bốt. Thì con này kg nặng của nó khoảng 18,5 kg nhé. Đấy, 18,5 kg, cũng 2400W. Đấy, điện 220 zin như nó như máy nhá. Thì thằng này dòng này là nó thương hiệu của Mỹ nhá, nên anh em đảm bảo cứ cắt thoải mái, bảo hành cho anh em là 6 tháng này. Thì giá của con này là 2,1 triệu một con nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi. Còn cái con Santa đây, nhưng mà nói tiếp cho hai anh em con này dòng này này, thì đặc biệt là hàng là của hãng. Đấy, công ty hãng nó thanh lý, bọn tôi lấy, bọn tôi tự bảo hành cho anh em nhá, nên em đừng có sợ gì. Chúng tôi bảo hành đảm bảo ok cho anh em. Đấy, có gì bọn tôi chịu cho anh em. Còn cái thằng Santa đây thì là nó bảo hành chính hãng. Đấy, thì anh em cứ gì gửi tới hãng, mà không gửi thì bên tôi hỗ trợ. Đây, có con này thì con này nó là công suất của nó là 2200W. Đấy, điện 220 thì lưới cung 355. Đấy, thì kg nặng của con này là 17,5 kg anh em nhá. Thì giá của nó là mới full hộp nhá. Cái này là chỉ quay gọi là hàng của tôi là lấy mẫu quay thôi. Đấy, cho anh em thì nó hơi bụi bặm, nó hơi rơi thế này, thì anh em chỉ gọi là hình dung nó ra thôi. Thì giá của con này thì để cho anh em là giá 2,3 triệu. Đấy, 2,3 triệu của con. Thì anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Trước tôi bán 2,350, hôm nay giảm cho anh em 2,3 triệu. Đấy, tôi ship cho anh em nhá. Còn tiếp tục sang mấy cái con khoan, cái mệnh đấy mới mải cầm tay. Đây là con khoan bê tông, không có thùng nhá. Không có thùng, không có mũi em này. Đấy, không có thùng, không mũi. 1600W nhá, điện 220. Đấy, nói chung là máy gì nó về, nó thiếu thùng, thiếu mũi này. Đấy, thì tình trạng máy thì nói chung là đấy, nó như nó thì nó chỉ còn cái như thế này thôi em này. Thì anh em nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho tôi nhá. Giá tôi để cho anh em con này là 1,3 triệu thôi nhá. Đấy, 1,3 triệu luôn. Đấy, 1,3 triệu một con này. Đấy, không có thùng, có mũi nhá. Đấy, không mũi, máy vẫn hoạt động bình thường. Đấy, vẫn bảo hành cho anh em nhá. Dòng này là mũi 14 nhá anh em nhá. Dùng mũi 14. Đấy, con này là dòng này là nó là 4 chức năng. Đấy, 4 chức năng. Con đời cũ 4 chức năng. Và cái khoan điện đây, có hai con khoan điện Oxy Tổ này anh em này. Công suất của nó được 710W nhá. Đấy, điện 220 zin anh em nhá. Đấy, dòng này đảm bảo anh em 100 dây đồng cho anh em xài ok, bao anh em xài luôn nhá. Rất là khỏe luôn và tốt luôn nhá, mà êm. Đấy, dòng có búa đây, nó vừa có búa này, vừa có điều tốc đây. Đấy, có đảo chiều đầy đủ cho anh em nhá.
giá chỉ có 700k thôi nha, 700k bao ship tận nhà cho anh em, đầu autolock 1 kẹp 13 nhá. Đấy, đây là dòng khoan điện của Ojito. Còn cái con mài này, đấy mài của Ryubi, đấy, mài Ryubi và của Ojito. Đấy, con Ryubi thì con này thì anh em cũng quan tâm nhá, lưới 125 nhá, lưới 125, điện là 800W. Đấy, con này anh em nó quan tâm tôi để cho anh em là giá 700k nhá, 700k. Còn cái Ojito này, đấy, Ojito cũng lưới 125, đấy, cò nó tay nắm cầm làm như này đây, đấy, rất là tiện cho anh em nhá. Đấy, thân máy dài, đấy, nó nhỏ gọn, rất cho anh em dễ thao tác, vẫn dễ để làm việc. Đấy, giá tôi để cho anh em là giá 900k bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, 900k có đầy đủ từ tay cầm rồi là mở lưỡi, có đầy đủ cho anh em, máy tất cả có zin nhá, 900k bao ship tận nhà cho anh em nhá, anh em nào quan tâm. Ở cái con đục 17 ly này của con Makita này nhá. Đấy, 17 ly của con Makita nhá anh em nhá. Đấy, giá chưa có mũi đâu. Đấy, anh em nào quan tâm con này này. Đấy, chưa mũi nhá. Để cho anh em là giá 1,7 triệu đó. Bao ship tận nhà cho anh em kiểm tra điện hàng nhá. Máy tất cả là điện 220 nhá anh em nhá. Điện 220. Rồi, đây chuyển sang mấy con mài của hãng đây. Đây là dòng này, mài là của Kyocera nhá. Đấy. Dòng là dòng Kyocera anh em nhá. Mới hàng này là tôi chỉ quay cho anh em là khi mà anh em chốt ấy thì tôi sẽ giao cho anh mới lưu 100%. Đấy, tức là cái này dòng này có hai dòng. Có ba dòng giống như này anh em nhá, ba dòng tức là nó có 750W và độ đại 600W có anh em. Đấy, con này thì là con này thì là 900W. Đấy. Đấy thì nó có ba, nhiều khi anh em nhầm những cái giá trong nó ba giống nhau. Đấy. Đấy, nó có loại 750W này và 650W này và loại 900W này. Đấy. Thì cái loại mà đây là 900W nhá. Giá là tôi đang ra mới lưu cho anh em. Đấy là giá là có cả bao gồm cả phí ship là 900k. Đấy. Còn cái con 750W thì là giá nó chỉ vào là 750k thôi. Đấy, là giá bao gồm phí ship cho anh em rồi. Đấy, còn cái con 1000 con này là 1400W này. Đúng rồi. Con lưới 125 1400W này. Đấy, con này chỉ có giá chỉ 1,2 triệu thôi. Tức là có hộp nhá, đầy đủ full cho anh em nhá. Có hộp 1,2 triệu là bao ship tận nhà cho anh em nhá. Có đầy đủ nhá. Đây là hàng chính hãng bảo hành của Santa đây. Đây còn có ba cái con ba con là lưới 230. Đấy, lưới 230 nha anh em. Có hai con Ojito và một con Ryubi. Thì nó cũng đầy đủ, có tay cầm nó các thứ đầy đủ luôn. Đấy, có mở lưới đầy đủ cho anh em nhá. Tình trạng máy là nó còn được chỉ được như này 90% thôi. Thì nói chung là còn zin luôn. Đấy, nó về nó không nó thiếu thùng, nó không có thùng. Đấy, nó không có thùng luôn. Thì giá của mấy con này thì anh em mà quan tâm để 900k tôi bao ship tận nhà cho anh em luôn nhá. 900k một con, bao ship tận nhà lưới 230. Đấy, con Ryubi là nó công suất của nó là đi 2000W, còn con Ojito đấy thì là nó vào 2350W. Đấy thì anh em nào quan tâm thì dòng Ojito hoặc Ryubi thì nhắn tin cho tôi nhá. Đấy. Thôi con Ryubi này cũng để bằng giá luôn cho anh em luôn. Đúng ra con Ryubi này đang bán 1 triệu cho tôi để ba con này đồng giá nhá. 900k đồng giá luôn. Đấy, anh em nào quan tâm con nào thì nhắn tin cho tôi. Còn cái con khoan của Makita. Đấy, con này công suất của nó thì 500W anh em. Con này thì nó không có điều tốc. Đấy, đầu auto, đầu này đầu autolock anh em nhá. Đấy. Đầu cái sắt của nó trong bên trong. Đấy, của nó có đầy đủ cái tay cầm đầy đủ mới nguyên full hộp anh em nhá. Đấy, đầy đủ full hộp. Đấy, đầy đủ full hộp như này, mới lưu 100%, đầu này đầu kẹp măng ranh. Đấy, có đầy đủ đây, mở đầu cho anh em cũng đầu kẹp 13.
Đấy thì anh em nào quan tâm con này này thì giá tôi để cho anh em là không có chỉ có hộp giấy như này thôi. Đấy thì model của nó thì đây, đấy M0801 đấy nhá. Thì con này anh em nào quan tâm đấy, thì tôi để cho anh em là giá là đi 870k, 870k một con. Đây còn tiếp tục cái con mài này, lưỡi 100 đấy, của Makita nhá. Có tay cầm cho anh em. Đấy có tay cầm luôn. Đấy mài lưỡi 100. Công tắc của nó đuôi này. Đấy công tắc đuôi này. Công suất của nó chỉ có 540W thôi. Đấy điện 220. Thì anh em nào quan tâm con mài Makita, model của nó là M0910B nhá anh em. Đấy, giá của con này đấy, thì để cho anh em là 850 nha. 850, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nha. Và đây chuyển sang mấy con khò. Đấy, đây là con khò nhiệt này, khò nhiệt của Ojito nhá. Đấy, con khò nhiệt Ojito. Nhiệt độ của nó ra là 2000 độ C. À quên, sorry anh em, 2000W. Đấy, 2000W và 600 độ C anh em nhé. Đấy, cái này có hai cấp, nó có hai cấp chỉnh để chỉnh gió, chỉnh nhiệt nhá. Đấy và cái này là tăng nhiệt này, tăng nhiệt độ này, đấy tăng nhiệt, tăng hết cỡ nhiệt đấy, còn giảm nhiệt đây. Đấy, còn cái này là cấp gió để nó thổi cho mạnh này. Đấy. Đấy. Và có đây, có tất cả có những cái đầu này có đây. Đấy, nó hầu như là đủ phụ kiện luôn. Đấy thì anh em nào quan tâm thì tôi để cho anh em là 6, con này là để cho anh em là 600k nhá. Đấy, nó chỉ được khoảng tầm 90% thôi anh em nhá. Đấy. 600k, đấy, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Anh em nào quan tâm con khò nhiệt Ojito. Máy còn vẫn hoạt động bình thường anh em nhá, vẫn hoạt động bình thường. Đấy, chưa động chạm gì nhá. Đấy. Anh nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi anh em nhá, khò nhiệt Ojito nhá. Còn cái con khoan của Ryobi, công suất của nó này. Đấy, 800W. Điện 220. Mã của nó, model của nó là RPD này 800. Đấy, thì con này là đầu Autonox nhá, kẹp 13. Đầu Autonox kẹp 13. Đấy, điện 220 zin. Thì nó đầy đủ, có cả cái tay cầm đấy đầy đủ đây. Giá thì con này anh em nào quan tâm tôi để cho anh em là giá 850k bao ship tận nhà nhá anh em nhá. Đấy, bảo hành 3 tháng cho anh em có được tốc. Còn đây chuyển sang mấy cái con khoan bê tông. Đấy của Ojito. Đấy dòng 900W đây. Đấy cái con này thì dòng nó ra đời mới đây. Đấy nó này có 2 mũi đục đây. Còn mới new này. Đấy nó gần như mũi đục còn chưa sử dụng máy đây. Còn con này thì máy thì còn được 90% trên 90%. Đấy, gọi là 95% đổ lại đấy, chỉ trên 90% thôi. Đấy thì nó vẫn còn đây, từ cái miếng cao su này. Đấy cao su để chống bụi khoan trần đấy, và mỡ này, mỡ bò còn nguyên này. Đấy con này thì dòng này nó chỉ có 3 chức năng anh em nhá, 3 chức năng đấy, rất là nhỏ gọn. Con này nhẹ, con này chỉ khoảng 4,5 kg thôi đấy, nên anh em cầm không giờ bị mỏi, rất là tiện nhỏ gọn cho anh em. Đấy công suất của nó 900W và có 3 mũi đục luôn, 3 mũi khoan luôn. Đấy nên là anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi nhá. Đấy cái bờ để cho mũi bò này thì con này thì anh em nào quan tâm thì tôi để cho anh em là giá là 1,3 triệu nhá. Đấy, 1,3 triệu con này, 1,3 triệu. Và con 1500W này. Đấy, 1500W này. Con này thì lại có đặc biệt là có điều tốc. Đấy. Đấy có cái điều tốc này rất là tiện cho anh em sử dụng luôn, bởi vì anh em con nhất là làm xây dựng này. Đấy, điện nước rồi các thứ là con này nó có điều tốc, được khoan cái nhà vệ sinh gạch men là đảm bảo không bao giờ bị bể. Đấy nó có điều tốc đấy, khoan đầu tiên anh em điều tốc mở nhỏ xuống rồi em khoan cho nó nủng cái chỗ gạch men, rồi anh em mới dùng tăng lên. Đấy, tăng tốc lên để anh em khoan là nó vào tường rất là nhanh lẹ cho anh em, đảm bảo nếu mà anh em
gửi tới anh em khoan không ưng thì anh em cứ hồi về nhá. Đảm bảo Ojito khoan cực ngon luôn. Đấy. Chất lượng nhá, độ bền cao. Anh em nào quan tâm cái dòng này thì nhắn tin cho tôi nhá. Đấy, giá tôi đang để cho anh em là 1.450.000, bao ship tận nhà, kiểm tra nhà hàng anh em nhá. Đây tôi chuyển sang cái phun sơn. Đấy, phun sơn của Ojito nhá, dòng phun sơn công nghiệp. Đây là con phun sơn, con này là đã qua sử dụng nhá, công suất của nó là 700W nha anh em nhá. Cái này nó có cái chỉnh áp anh em, là chỉnh phun nhẹ và phun mạnh nhá. Đấy, nó anh em cứ chỉnh xoay đây này. Nó là mắc này và min. Đấy, mắc với min anh em cứ điều chỉnh cái này này. Đấy, điều chỉnh. Còn cái này là cái đút này là hút gọi là hồi sơn về đấy anh em nhá. Đấy. Đấy để hồi sơn về. Đấy. Còn đây của nó phun phụ kiện đây. Đấy, có cái ống hút này, nọc này. Rồi đây. Pet phun này. Đấy, dây của nó được 8m anh em nhá. Thì anh em nào quan tâm thì con này tôi đang để cho anh em là giá 2.700.000 bao ship tận nhà nhá. Đấy. Còn cái con này mới lưu 100% này. Đấy, con này mới lưu 100 này. Chưa sử dụng nhá. Đấy, một con mới lưu. Thì anh em nào quan tâm thì tôi để cho con mới lưu này giá là 2.900.000. À, 2.900.000 thôi. Rồi. 2.900.000. Mới lưu nhá. 2.900.000 thôi. Anh em nào quan tâm nhá. Còn cái con 400W này. Đấy, 400W. Cũng điện 220 này, con này phun này, nó có cái điều chỉnh này, điều chỉnh phun mạnh và phun nhẹ nhá. Đấy, điều chỉnh đây. Nó nghe nút điều chỉnh ở đây. Thì giá con này anh em nào quan tâm thì con phun tay này thì của nó là nếu mà đổ đầy bình thì được 1 lít và không đổ đầy thì được 800 ml nhá. Ml. Đấy, thì anh em nào quan tâm con này. Đấy, thì rất là tiện cho anh em là sơn phun dầu, sơn nước cũng ok nhá. Đấy, đều xung phun được hết. Thì giá để cho anh em 800k nhá. 800k bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, anh em nào quan tâm con nào. Còn đây cái con bào tay anh em này. Đấy, đây là con bào tay này. Con bào của Ojito nhá. Con này nó không có cữ đâu anh em, nó không có cữ nên là nó chỉ có như này thôi. Đấy, anh em nào quan tâm thì để cho em là 700k đấy. Đấy, nếu mà cứ có cữ đầy đủ là nó giá nó còn lên tới 900 cơ. Nhưng mà nó chỉ có như thế này thôi. Đấy, 700k một con. Đấy, công suất của nó là 750W, min của nó tới 17.000 min anh em nhá. Đấy, 17.000 min. Rất là mạnh, lưới của nó thì lưới 8/2. Đấy. Là lưới phổ thông. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Còn đây là tôi chuyển sang mấy cái con đồ chạy xăng. Đấy, đây là có hai con Makita nhá. Đấy, dòng chạy xăng này, con này nó cắt đấy, tôi vừa giới thiệu cho anh em. Đấy, nó cắt này. Nó cắt cắt rau má này, nhất là anh em thường bây giờ là bán trồng rau má đấy. Đấy, trồng rau má thì cắt cái này đưa gạt rồi anh em có thể gạt xong là nó rất là tiện, gạt bằng đây là nó có cái đỡ đây này. Đấy, đỡ này. Đấy, anh em cứ gạt chạy điều khiển nó chạy vào như cắt cả cắt trà nữa. Đấy, những cái cây trà đấy, cây trà đồi trà đấy. Đấy là anh em cắt đây là nó chuyên để dùng cắt đồi trà này. Đấy, trà búp đây anh em. Đấy, phạt trà đấy. Thì giá con này anh em nào quan tâm nhá. Đấy, con này tôi để cho anh em là giá đây 2.000.000 một con. Đấy, 2.000.000 một con nhá. Anh em nào chốt thì cứ nhắn tin chụp màn hình rồi nhắn tin gửi vào Zalo chúng tôi nhé anh em nhé. Đấy, dòng này là dòng chạy xăng 2 thì anh em nhé. Đấy, chạy xăng 2 thì. Đấy. Mã của nó đây anh em này. EH đây, 560 đấy nhá. Của Makita. Máy tình trạng thì còn khá đẹp đấy. Còn chuyển sang đây cái mấy con cưa xích. Đấy, đây là con cưa xích của Ryobi này. 38cc. Đấy, con này nó có cái bọc, vẫn còn cái bọc lam nha anh em nhá. Nhưng đặc biệt là mấy dòng cưa xích này tôi sẽ bán là tôi tặng kèm cho anh em tôi chỉnh riêng dòng Ryobi thì có cái chỉnh xăng. Đấy, có cái chỉnh xăng.
và có mở tăng sen đĩa rồi mở buri đều có nhá. Con này thì cái lam của nó thì hơi chảy sơn đấy, nó bị chảy sơn đấy. Máy tình trạng vẫn còn đẹp zin đấy, chỉ cái lam hơi chảy thôi. Máy thì đây anh em tình trạng này cũng còn rất là đẹp đấy, nó 90% đấy. Thì anh em nào quan tâm thì tôi để cho anh em giá chỉ 1.750.000 thôi nhá, 1.750.000 bao ship tại nhà cho anh em. Còn cái con này là con Estin này, con Estin này 15170 này. Lam của nó cũng lam con này được có 40 thôi. Đấy, con Estin này. Thì anh em nào quan tâm con Estin thì tôi để cho anh em là giá đi 2.6 đi nhá. 2.6 con Estin này. Con này mã của nó là 170 anh em nhá. Đấy, 170. Còn cái cưa xích có hai con kia, có hai con cưa xích, một dòng Ryobi đấy, lam của nó là dài 40, một dòng Ojito lam dài 35. Thì con Ryobi thì cũng bị nó bị chày xước tí lam thôi, sơn thôi, cái sơn nó bong chứ không phải là xước mà nó bong thôi. Nhưng xích thì vẫn còn đẹp anh em, đấy, xích vẫn nó xích zin vẫn còn ngon này đấy. Máy tình trạng cũng còn đẹp và zin đấy, công suất của nó 2.300W đấy, điện 220 zin. Thì giá con này thì để cho 1.400.000 nhá. Còn con Ojito này đấy, cũng tình trạng là tất cả còn zin đấy, còn zin nguyên đấy, nam xích của nó này zin nguyên đấy, giá 1.350.000 nhá. Đấy, 35 đấy. Đặc biệt cái con Ojito nó có cái chế độ thắng xích thì rất là an toàn luôn đấy, cứ bao anh em xài đấy, anh em phải cứ test thoải mái nhá. Đấy, ok nhận hàng giúp. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhé. Và đây cái con cưa kiếm của Ojito nhá. Đây con cưa kiếm điện của Ojito. Đấy, công suất đây 920W, máy còn đẹp gần như mới em. Đấy, như mới luôn. Đấy, con này thì rất là lý tưởng vì cắt nó có đều tốc luôn, cắt tường có thể mua cái lưới cắt tường. Đấy, anh em mua cái lưới cắt tường luôn. Cắt tường rồi cắt sắt, cắt gỗ, rồi cắt cây đều ok. Tôi chỉ kèm cho anh em là một cái lưới cắt sắt và một lưới cắt cây thôi, là cắt gỗ thôi. Đấy, giá tôi để anh em 850.000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Đấy, 850.000. Còn đây là con trà nhám tường này. Đấy, trà nhám tường. Tình trạng máy đây đầy đủ full phụ kiện nhá. Đấy, full phụ kiện. Đấy, có kèm thêm mấy tờ giấy nhám cho anh em luôn. Giấy nhám này là giấy nhám phổ thông nhá. Đấy. Nhờ anh em lưu ý nhá. Nhiều khi tôi đấy có mấy giấy nhám kèm theo này. Đấy, nọt này. Cái nhiều khi nọt ra nó về này bọn tôi cũng không lưu ý, không để ý, nhưng mà thực sự đây như con này nó không bị này. Đấy, nó không bị bong cái này. Đấy. Nhưng mà đôi lúc có con nó bị bong một tí anh em thông cảm, thì hôm nay tôi mới thấy mời khách thì trước đây tôi bán thì chưa thấy ai nói gì cả, thì hôm nay có mấy khách bảo nó bị bong cái này. Thì nó đơn giản thôi, anh em có thể lấy cái keo con chó anh em dán lại, nếu mà có bị anh em dán lại giúp em nhá. Bởi vì hàng nó về nhiều khi cũng không để ý cái đấy, không để ý được chi tiết vậy. Đấy, sau này nó có đều tốc nhá. Đấy, có đều tốc luôn. Máy thì còn mới, đẹp, nó full phụ kiện luôn. Thì giá tôi đang để cho anh em là giá 1.300.000. Đấy, 1.300.000 ship tận nhà cho anh em nhá. Các anh em cứ test kiểm tra nhận hàng giúp em nhá. Đấy. Còn cái con khoan đục Milwaukee đấy, nó không có mũi gì nha anh em nhá, không có mũi gì cả, nó chỉ có như thế thôi. Dòng Milwaukee nó chỉ có vậy thôi, điện 220 zin nhá. Đấy, mới lưu 100%. Thì con này anh em nào quan tâm thì tôi để cho anh em là giá đi trước đang bán 3.200.000, nay để cho anh em 3.100.000 luôn. Đấy, 3.100.000 nha anh em nhá, bao ship tận nhà cho anh em luôn Milwaukee. Còn cái con đục bê tông này, đục 17 ly này anh em này. Đấy, mũi 17, con này công suất là 1.750W anh em nhá. Con này thấy như mấy anh em nào mua về để đi cho đi chuyên đục phá đấy. Đấy, chuyên tháo giữa đục phá là rất là nhiều. Tôi cũng bán ra Bắc rất nhiều. Đấy. Thì con này là đục đảm bảo rất là khỏe luôn. Con này nó anh em cứ cho mỡ vào nhá. Đấy, mỡ. Anh em mua cái loại mỡ bò mà không phải mỡ dai nhá. Đấy. Cái mỡ ấy đấy, mỡ bò xéo ấy,
chứ đừng mua cái loại mỡ mà kéo tơ là cái dùng đấy là không thể bôi trơn được đấy, thì đảm bảo là bền đấy, chạy đảm bảo bền bỉ cho anh em, khỏe bao bền bỉ rất là khỏe luôn đấy, mạnh đấy. Giá con này anh em có quan tâm thì để cho anh em là 2.800.000 nhá, bao ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng đầy đủ đấy, có hai mũi kèm theo cho anh em luôn nha. Đấy, anh em có quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Dòng đục bê tông 30 ly. Rồi đây cái con lọng này. Đấy, dòng lọng đứng nhá. Lọng vòng, đấy lọng vòng của Ojito nhá anh em nhá. Con lọng vòng của Ojito này là điện 220 zin anh em nhá. Đấy, con này là mới mở thùng ra, hai con bữa đây bán rồi. Đấy giờ còn là con này là mới mở thùng ra, mới lưu 100 chưa có một hạt bụi này. Đấy, phun thùng nhá. Đấy. Công suất của nó là 250W, điện 220. Cắt độ dày của nó là gỗ dày. Tối thiểu là 8 phân nhá anh em nhá. Đấy. Máy còn đảm bảo còn zin nguyên, đấy, hoạt động bình thường, vẫn ok. Đấy. Giá tôi đang để cho anh em là con mới lưu như này là 2.800.000, bao ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy, còn con cắt cưa bản này, bản mini này, lưỡi là 200. Đấy, motor từ. Đấy, công suất là 800W. Đấy, rất tiện cho anh em như là làm mộc, làm đóng trần, trần gỗ thì quá lý tưởng luôn. Đi công trình quá nhẹ nhàng. Đấy, nghiêng được, lưỡi nghiêng của nó nghiêng 45 độ. Đấy, con cưa bàn đầy đủ phụ kiện, full đai phụ kiện hộp nhá. Giá chỉ có 2.200.000 thôi. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi anh em nhá. Còn đây là rửa xe này. Đấy, rửa xe 800W này. Rồi rửa xe... con rửa xe motor nằm này. Đấy, con này motor nằm này. Rồi máy hút bụi 30 lít 20 lít đều có nhá. Rồi máy rửa xe. Đấy, dòng bây giờ là con rửa xe loại Ryobi này còn thiếu đồ thôi. Đấy, dây súng lâu thôi anh em nhá. Dây súng lâu thôi. Anh em quan tâm thì cứ nhắn tin nhá. Dây súng lâu 10 mét. Đấy, còn cái dòng xe đạp này. Đấy. Hôm rồi tôi đã giới thiệu cho anh em những cái xe đạp nhá. Đấy, đây là cái xe đạp này, nó có dòng này này. Đây là có cái pin này, pin của nó đây anh em này, pin của nó là cell, là pin này, dòng pin xịn nhá. Đấy, pin pin của nó là pin Sony nhá, rất là bền bỉ cho anh em. Mà cấp của nó đây, đây có tới 7 cấp chỉnh sên nhá, đấy chỉnh tăng giảm sên đấy. Máy tình trạng cái dòng này thì xe đạp này là xe đạp gọi là xe đạp trợ lực anh em nhá. Công suất của nó thì là 200 motor này, 250W này. Đấy. Chạy của nó là một nó trợ lực nên của mình là nên tới được 25 km đấy, khi mà đạp ấy, anh em cần đến trợ lực nên cho anh em đạp được, thậm chí là còn nhanh hơn nha. Nó khi nó đạp thì dốc con này nặng được 21,4 kg hay 1,5 kg. Đấy. Khung của nó toàn bộ khung nhôm anh em nhé. Đấy, khung nhôm trông dáng rất là thể thao. Bánh thì nó 700. Đấy. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin của con này, đặc biệt ấy, là nó có cái gì kết nối wifi nhá, kết nối wifi của cái điện thoại của mình luôn. Đấy, có cái là tính đo nhịp tim luôn anh em nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, đặc biệt đây có đèn led luôn nhá. Đấy, đèn neon luôn. Tình trạng máy thì quá đẹp luôn. Đấy là đặc biệt của nó này, cái này là của nó này. Cái căm này của nó là bằng sơn tĩnh điện anh em nhá. Đấy, căm sơn tĩnh điện. Đấy, khung nhôm đúc nhôm rất ok, đảm bảo là chạy rất là tuyệt vời luôn. Đây là có dòng nam và dòng nữ. Đấy, của nữ này màu trắng, đấy, nam này màu đen. Đấy, thì giá của cái con này thì là nó là đang là 9 triệu con màu đen này nhá, 9 triệu. Con màu trắng này thì là nó là đi 9,5 triệu nhá. Đấy, con màu trắng 9,5 triệu. Còn cái con mini này, đấy, con mini này thì nó cái bình ắc quy này của nó đây, ắc quy này hầu như là cái pin này là pin xeo hết nhá, xeo xịn anh em nhá, xeo xịn hết. Đấy, của nó này yên của nó rất mềm này. Cái con này đặc tính của nó này có nâng yên này, mình thích thì bật ra là mình nâng luôn, nâng lên tự theo chiều cao của mình nhá, và cái cổ nó mày nâng lên theo xuống mà nó gấp được nhá. Khi anh em mà đi phượt ấy, đi gọi là bằng xe ô tô đi phượt thì mang con này đi gấp bỏ gọn ở trong xe ô tô luôn. Rồi anh em có thể là gấp gọn vào. Rồi anh em
xuống khi đến cái chỗ mình đóng trại thì là mình lấy con này đi đi chơi, đạp đi chơi. Đấy, đi phận này, đấy có đèn nét anh em. Đấy, đèn nét. Đấy. Con này khi mà trước khi mình muốn khởi động thì mình đây nó có cái vặn này, vặn một cái thì nó sẽ tăng nó tự hoạt động tăng cho mình được 6 km. Xong bắt đầu là nó trợ lực cho mình đạp lên được tới 230 km nhá. Đấy. Rất là ok. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nha. Con này thì giá là 7,5 triệu. Đấy, 7,5 triệu nha anh em. Đấy, motor của nó, công suất của nó 250W. Đấy, dòng xe mini. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi anh em nhá. Rồi dòng đây có máy phát điện dòng 6.000W, rồi 2.000W inverter, rồi 3.600W rồi Ryobi, và 2.500W. Đấy, 2.000W của Ryobi, rồi khoan trụ, rồi là bào cuốn. Anh em nào quan tâm cái dòng nào thì anh em có thể nhắn tin cho tôi bên tôi nhá. Chụp đây rồi tôi sẽ chi tiết cho anh em hơn. Rồi còn đây là cái cưa trượt thì đấy, và nét khí tôi cũng vừa nói sơ ngày qua lúc ban đầu rồi, thì anh em nào quan tâm thì chụp màn hình rồi tôi sẽ chi tiết hơn nhá. Đấy, và cái dòng khoan pin. Đấy, khoan pin dòng có chổi than này, 2-3 chức năng có chổi than này. Đấy, còn lại xấu như này có 7 xấu như này để cho anh em này 700k luôn. Đấy, còn đẹp thì là 800k. Đấy, 2 chức năng đẹp thì là 600k, xấu thì để cho anh em là 500k. Đấy, anh em nào quan tâm. Đấy, nó có đẹp có xấu. Đấy, kể cả vít vậy, con nào chỉnh được đẹp thì như con mới new như này, 2 triệu này. Nhưng mà cái con này dưới này, đấy, nó cháy này, giá có 1,4 triệu thôi. Đấy, nên là nó có xấu có đẹp, giá nó chung là nó là phân khúc anh em nhé, phân khúc đẹp và xấu. Đấy, dòng HB cũng vậy này. Đấy, HB mới lưu này, nhưng con này mới lưu full phụ kiện nha. Đấy, thì giá của nó tới 2,2 triệu. Đấy, thì con này thì lại không có cái tay cầm, con này chỉ có 1,8 triệu thôi. Đấy, cũng gần như đẹp tới 90, trên 90%. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi. Đấy, còn cái quạt này, quạt mini này. Đấy, quạt mini này, anh em nào quan tâm con này tôi để cho anh em là giá 1,1 triệu đây nhá. Đấy, 1,1 triệu. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh em đã vào xem video của shop nhá. Mong nhờ anh em chấm dùng cho cái này ở dưới góc trán hình để ủng hộ shop nhá anh em nhá. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá.